Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng. Trong phần 4 của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin mời cư sĩ bắt đầu phần 4 này, tóm tắt lại những cái điều nào có thể nói là giúp đỡ cho quý tân tín hữu ở ngoài kia biết được làm sao đạt được những nhu cầu tâm linh và có những lời chúc Tết. Kính thưa quý vị, nhìn qua năm 2018 cũng như những năm qua, biết bao nhiêu những người đạt cao những cái đỉnh của danh vọng, từ tiền bạc cho đến có chức vụ trong xã hội, hoặc là những người ở trong cái giới nghệ sĩ điện ảnh rất là có uy tín, đạt sự ngưỡng vọng của hâm mộ biết bao là khán giả. Nhưng mà rồi cũng một số người cũng ra đi vì tự tử, và chúng ta thấy rằng đó là cái điểm mà cái đời sống tâm linh nó vô cùng quan trọng, nó có thể là kiểm soát cái sinh mạng của con người. Nếu mà chúng ta, những người có được cái đời sống tâm linh của năm 2019 đây mạnh hơn, trưởng thành hơn và có niềm tin ở hơn trên và tin nơi chính mình có thể vượt qua những cái khó khăn, những cái góc gần của biển cả đau khổ, thì trong 2019 chúng ta sẽ có được những cái lòng nhân ái. Kính thưa quý vị, thương người nói thì dễ, nhưng mà để phát triển lòng thương người là cả một cái sự nỗ lực. Thương người bạn, người láng giềng ở kế bên, trong khi người này lúc nào cũng làm mình phiền là không phải chuyện dễ. Do đó là phải có một cái năng lực cầu nguyện ơn trên giúp cho chúng ta có cái lòng từ, có cái lòng bố thí. Do đó trong cái năm 2019 chúng tôi cũng dâng lời cầu nguyện những người đau khổ ngoài kia được tìm thấy một con đường hạnh phúc. Cầu nguyện cho những người đang bệnh hoạn, đang nằm ở nhà thương cũng mau được mạnh lành. Cầu nguyện cho những người nạn nhân của thiên tai, bão lụt, hoặc là những người đã ra đi mà để lại bao niềm thương tiếc cho tới gia đình. Cầu nguyện cho những người đó được siêu thoát, và cầu nguyện cho những em nhỏ đang trên con đường học hành được phát triển được cái lòng thương cha mẹ và học giỏi hơn, và cầu nguyện cho cộng đồng chúng ta được có cái sự đoàn kết gắn bó nhau hơn và trong cái tinh thần người Việt quốc gia chống cộng, và cầu nguyện cho đất nước Việt Nam được thật sự dân chủ, tự do và phát triển về tôn giáo, không có bị cái sự kèm kẹp của bạo quyền, trong cái tinh thần gọi là du lịch tâm linh, để biến cái đời sống tín ngưỡng của tôn giáo trở thành một sự thương mại. Và chúng tôi cũng cầu nguyện cho thế giới được hòa bình, chúng sanh an lạc, những cuộc chiến tranh đã được đi qua, và cầu nguyện cho những người lính Mỹ đi ở bên ngoài để bảo vệ cho dân chủ, tự do, bảo vệ cho đất nước Hoa Kỳ được bình an, và cầu nguyện cho tất cả mọi người chúng sanh vạn vật hữu tình và vô tình được an lành và dị độ. Cảm ơn mục sư. Kính thưa quý ngài, kính thưa quý vị, trong quá khứ chúng ta có những cái thành quả, những điều mình tự hào, tuy nhiên là cũng có những điều khác là chúng ta không có hài lòng, không vừa ý, như đề ra làm chúng ta cảm thấy là buồn phiền. Chắc một điều là những điều đó nó không có thay đổi được, đã xảy ra trong quá khứ. Nhưng mà nếu mà mình biết nhìn lại, biết khám phá ra là nếu mà trong tương lai làm cách nào để có thể là tốt hơn, để có thể là tạo, nhất là tạo cái mối liên hệ giữa mình với người chung quanh, với Thiên Chúa, có thể là trong gia đình có những sự mà buồn phiền xảy ra, có những điều làm cho chúng ta mất bình an, có thể là qua lời nói là hành động của mình hãy nhìn vào trong tương lai, nghĩa là làm cách nào trong tương lai có thể là dùng cái lời nói mình nói tốt hơn, hoặc là có sự mà thứ tha hơn, có sự mà nâng đỡ hơn, để tạo cái mối liên hệ mật thiết ở trong gia đình hơn. Đó là đối với người trong gia đình lẫn nhau. Còn đối với Thiên Chúa, có thể là những lúc mà chúng ta thờ ơ, không quan tâm, không để ý, mà Chúa vẫn yêu thương, Chúa vẫn có mặt. Chỉ điều là mình khám phá ra cái điều đó và tiếp tục đến với Chúa vì chính mình, vì cái sự mà lợi ích cho cái tâm linh, cái đời sống, cái hạnh phúc đời sống sau này chúng ta với Thiên Chúa. Rồi từ đó, từ lúc mà khám phá cái mối liên hệ như vậy,
trong sự mà cầu nguyện để chính chúng ta cũng trở thành những cái điều mà Chúa muốn chúng ta, như là bàn tay nối dài của Chúa, con tim rộng mở của Chúa đến tha nhân sẽ khám phá ra thật là nhiều điều mà lạ lùng mà chúng ta có thể làm được. Vì người chúng ta cũng con tim rộng mở, một lòng thao thức, một lòng yêu thương, nên hãy tận dụng. Xin kính mời Hòa Thượng. Kính thưa quý ngài và thưa quý vị, Đức Phật dạy nói chúng sanh, tức là mỗi chúng ta là chủ nhân của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, là quyến thuộc, là điểm tựa cho vạn loại. Chính nghiệp phân chia sự dị biệt cao thấp khác nhau trong đời. Do vậy tất cả chúng ta đi trở về là cái căn bản, đó là cái sự lựa giống mà gieo. Nói tốt tức là gieo giống tốt, làm tốt là gieo giống tốt, suy nghĩ tốt là gieo giống tốt. Từ bi, bác ái, tụng kinh, niệm Phật, thâm thiền, bố thí, cúng dường, phục vụ, v.v. Tất cả những cái đó đều là những cái nhân tốt mình gieo. Và mình gieo thì mình sẽ gặt. Do vậy sửa cái nhân, tức là chúng ta sẽ điều chỉnh được cái quả. Chúng ta sợ khổ, sợ cô đơn, sợ mất mát, sợ hư hỏng, v.v. Tất cả sợ cái điều bất như ý, thì chúng ta phải tạo cái nhân thiện để chúng ta được cái như ý. Nhưng mà tôi nói như vậy thì tôi thưa các vị với các ngài là có người họ nói rằng làm sao để tránh bão được. Thì trong tiếng Việt có nói là đừng có gieo gió thì đâu có gặt bão. Do vậy, nhưng mà đó là một cái cách nói. Nói tóm lại là chúng ta có thể chủ động được tất cả những cái vui và buồn, cái sướng và khổ, cái được và cái mất, hơn thua ở cuộc đời này. Do vậy giá trị tôn giáo vẫn là giá trị quan trọng trong mỗi chúng ta, vì hầu hết chúng ta đều có tín ngưỡng. Đầu năm mới 2019 mà sắp sửa bước vào năm mới âm lịch Kỷ Hợi. Cảm ơn quý linh mục trong chương trình này, linh mục bác sĩ Trần Phạm Hữu Tâm, linh mục Trần Ngọc Hùng. Cảm ơn hai vị bên mục sư Hồ Việt, mục sư Nguyễn Vũ Ngọc Linh. Cảm ơn cư sĩ Nguyễn Dũng. Và cảm ơn tất cả chư vị khán giả của đài Sài Gòn Network TV. Tất cả chúng ta đều là một gia đình. Nếu chúng ta cùng với nhau chia sẻ cái niềm vui và chấp nhận nhau, và chấp nhận cái chúng ta có thể chấp nhận được, và kể cả chấp nhận cái chúng ta không thể chấp nhận được, nhưng mà chúng ta vẫn còn có nhau, cảm tạ, tri ân và hồi hướng cầu nguyện. Chúng tôi cũng thay cho gia đình gửi lời chúc Tết đến tất cả quý khán thính giả của đài Sài Gòn Network TV 51.3. Cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với chúng tôi trong suốt một năm vừa qua. Cũng như kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình, và cũng gửi lời những chia sẻ, những tâm tình, những góp ý để chúng tôi có thể làm tốt hơn chương trình Góc Nhìn Tôn Giáo trong năm 2019 này. Và thật vậy, nếu không bởi ân điển của Thiên Chúa ban cho chúng ta, cũng như bởi sự thương xót cũng như phước lành mà Chúa tuôn đổ trên đời sống của con người của chúng ta, Chúa ban cho mưa gió thuận hòa cũng như có những lúc bão tố chông gai ở trong đời sống hàng ngày, để thử lòng chúng ta có hướng về Thiên Chúa tìm kiếm Ngài và dốc lòng tìm kiếm Thiên Chúa hay không, thì cầu xin Thiên Chúa giúp đỡ mỗi chúng ta để trong năm mới này, dầu thuận cảnh hay nghịch cảnh, lúc nào cũng được vui buồn hay là lo sợ, những lúc mà khó khăn thì xin quý vị cũng hãy chạy đến với Thiên Chúa, để rồi từ tại nơi đó chúng ta tìm kiếm được một cái nơi nương tựa vững an cho linh hồn của mình. Để kết thúc chương trình ngày hôm nay, chúng tôi kính mời linh mục Trần Ngọc Hùng xin thay lời nhận lời cầu nguyện. Xin phép quý ngài và quý vị chúng tôi được dâng lên lời cầu nguyện trong ngày hôm nay. Lạy Chúa, nhìn vào trong cuộc, chúng con cảm tạ ba ân sủng Chúa ban chúng con trong cuộc sống. Con giúp Chúa nâng đỡ, hướng dẫn thêm sức bước thềm năm mới. Xin Chúa mở rộng vòng tay từ ái của Chúa, ôm ấp gìn giữ và thêm sức mỗi người chúng con. Chúng con đặt vào trong bàn tay từ ái của Chúa đời sống, gia đình, bản thân, để được Chúa ban mọi ân lành gìn giữ, và nhất là được sống trong niềm tin yêu sâu đậm hơn với Chúa, một niềm quan tâm lẫn nhau mỗi ngày một hơn. Chúng con cũng cảm tạ vì sự yêu thương đi cạnh, nhất là niềm tin. Xin Chúa ban mọi ân lành vì muôn người chúng con, chúng con được luôn luôn đồng hành với Chúa. Amen.